có được 3 số điểm 12 đến từ 3 vị ban giám khảo. Xin chúc mừng Thái Sơn. Nói ra vậy sao em không nghĩ lại cuốn xe ngày hôm qua ta vẫn yêu. Thì thôi anh nhé, không còn tin, không còn yêu, không còn ai muốn yêu anh. Hãy tin anh mà. Đừng chia tay nhé, anh về đi, bao tình nhân đang chờ anh nhớ mong anh kia. Nếu em chẳng tin anh, thôi chẳng cần. Xin chúc mừng Thái Sơn. Mà bạn tuần nào cũng hay hơn tuần trước, bởi vì ở trong bạn nó có một cái sức mạnh của một cái người thực sự yêu nghề và thực sự là bền bỉ. Và thường là những cái người đấy là được tưởng thưởng xứng đáng. Và cái lúc cuối ấy, trong các cái bài hát của tôi có một cái bài hát mà tôi rất là thích ấy, đó là lời của chú Dương Thụ. Chú viết là sẽ bao yêu thương nếu biết đợi chờ. Nhưng mà có mấy người biết đợi chờ đâu. Đa phần là nản và bỏ cuộc giữa chừng. Mãi không được công nhận thì thôi, giải quyết thì thôi. Chào các bác, em về. Nhưng mà bạn không như thế. Nên hôm nay là tôi cho bạn 12 điểm mà tôi không phải nghĩ. Cảm ơn giám khảo Mỹ Linh và một lần nữa chúc mừng Thái Sơn. Giật giọng bạn đó. Ồ, bạn có khả năng chuyển đổi hai giọng hát quá đỉnh thật sự. Chưa có hoàn toàn giống lắm. Phong thái cái thứ cũng giống và cũng xinh. Cái gương mặt của bạn rất là xinh. Chúc mừng bạn. Em, gương mặt đẹp. Tôi cần Panadol, tôi cần thuốc nhức đầu.